Các bạn thân mến, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Phim 247. Những ngày cuối năm, đường đua phim Trung Quốc ở mảng truyền hình lẫn điện ảnh vẫn không hạ nhiệt. Các bộ phim sắp sửa lên sóng vào tháng 12 năm 2022 trải dài nhiều thể loại từ tình cảm hiện đại, cổ trang đến lãng mạn, giả tưởng. Ngay sau đây, hãy theo chân Phim 247 điểm qua 7 bộ phim Trung Quốc lên sóng tháng 12 năm 2022 nhé! 1. Đếm ngược nói yêu em, Yesterday Once More 2022. Diễn viên Trầm Phi Vũ, Châu Dã. Phim kể về câu chuyện giữa Cốc Vũ Hiên, Trầm Phi Vũ và Hàn Thương Nghiên, Châu Dã. Cả hai bắt đầu câu chuyện tình cảm khi còn trẻ, nhưng vì nhiều lý do, họ chia xa và gặp lại nhau khi đã trưởng thành. 2. Tinh Hà Trường Minh, Novoland, The Princess from Plateau 2022. Diễn viên Phùng Thiệu Phong, Bành Tiểu Nhiễm. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trả Man kể về câu chuyện tại thảo nguyên Dạ Bắc thời thượng cổ. Diệp Lăng Xương và Thất Hải Nhi là hai tỷ muội lớn lên bên nhau. Hoàng đế Triều Quốc, Triều Cao Đế vì muốn tấn công Dạ Bắc bày ra kế cầu thân với công chúa Thất Hải Nhi, khiến nàng nhảy xuống vách núi kết liễu đời mình. Diệp Lăng Xương vì báo thù mà nhiều lần ám sát Triều Cao Đế, dẫn đến một đoạn yêu hận tình thù. 3. Mạc Bạch 2022. Diễn viên Trương Tuyết Nghênh, Tấp Văn Quân. Lục Hoàn Hoàn vì trượt tay trong trò chơi mà lỡ đâm bay đại thần đứng đầu đoàn server Mạc Bạch Chi Gian. Nhờ thế mà hai người kết duyên, mở ra hành trình trò chơi thú vị. Trong hiện thực, Lục Hoàn Hoàn vẫn luôn theo dõi tác phẩm của Hàn Kinh Mạc, lại bị anh ta tả trước mặt mọi người. Dưới cơn giận, cô và anh trở mặt thành thù, bắt đầu đấu trí đấu dũng trong cuộc sống thường ngày. Nhưng Lục Hoàn Hoàn không ngờ Mạc Bạch Chi Gian chính là Hàn Kinh Mạc. Bất luận là trên mạng hay ngoài đời, anh đều luôn ở bên cạnh cô. Hai người từ trò chơi bước vào hiện thực, gặt hái tình yêu, đồng thời cũng thực hiện theo đuổi ước mơ nghệ thuật. 4. Liên Hoa Lâu 2022. Diễn viên Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy, Trần Đỗ Linh. Đây là bộ phim với câu chuyện xoay quanh y quán Liên Hoa Lâu, nơi chủ nhân của nó họ Lý, tên Liên Hoa, được xưng tụng là thần y. Nhưng sự thật, hắn chẳng biết tí y thuật nào, ngược lại lại vô cùng thích xía vào các vụ án khắp giang hồ. 5. Mèo Cưỡi Cá 2022. Diễn viên La Chính, Lữ Tiểu Vũ. Kể về thiếu nữ quốc phong xuất thân nông thôn, võ nghệ đầy mình, tinh thông trung y, thi hoa hoa, Lữ Tiểu Vũ đóng, xuống núi rèn luyện, đáp ứng lời hứa 9981 việc thiện của sư phụ, vô tình hành nghiệp trượng nghĩa, cứu được tổng tài bá đạo hai mặt Châu Chi Phỉ, La Chính đóng. 6. Trạch Quân Ký 2022. Diễn viên Trương Tuyết Nghênh, Hình Chiêu Lâm. Phim xoay quanh câu chuyện về tiểu thư con nhà giàu Thẩm Diệu. Nàng là một cô gái có dung mạo ưa nhìn, tính tình hòa nhã. Khi vừa đến tuổi cập kê, đã có hàng dài công tử kéo đến trước cửa để xin cầu hôn. 7. Thương Nguyệt Hội 2022. Hãy dành thời gian để theo dõi các bộ phim mà kênh vừa giới thiệu, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video mới hơn và hấp dẫn hơn nhé!